Đứa con gái hiếu thảo nhất. Ê, trễ rồi sao Nhược Thủy chưa về vậy? Đại tiểu thư muốn Nhược Thủy cùng đi tham dự vũ hội Đông Hoa Tứ Chiến. Mở cửa. Mở cửa. Vừa mới nhắc nó về rồi kìa, mở cửa đi. Trời ơi, gì ba lớn như vậy cũng không mang theo chìa khóa bên người. Người gì ngu quá không biết. Ủa gì sao vậy? Trời đất ơi. Ê, trời ơi. Nhược Thủy à. Sao nó vậy? Rượu hả? Trời ơi, sao con lại uống sai như vậy? Nè, ngồi xuống đi. Con cũng đâu có muốn. Ở ra rồi thì dễ chịu hơn nhiều. Thì cũng tại đại tiểu thư đó. Chú đúng là rất tinh tế. Sao vậy? Muốn ăn thì ăn đi, có gì đâu mà xấu hổ. Cũng không tốt lắm. Tôi đến đây với cô cho có bạn thôi. Sao cứ nghĩ đến chuyện ăn uống được chứ? Thử đi. Cảm ơn đại tiểu thư. Có bơ không? Có, cô chờ chút. Cần bơ. Bơ ở đây nổi tiếng lắm đó. Ăn đi. Thì thơm lắm. Ngon chứ gì. Nè, ăn thêm đi. Kính thưa quý ông quý bà, cuộc thi uống rượu quyên góp tiền vì các trẻ em nghèo ở nội địa chính thức bắt đầu. Cho hỏi ở đây có ai có hứng thú tham gia không nào? Tôi. Đại tiểu thư, cô định tham gia hả? Người đứng kế bên tôi sẽ là đại diện Quy luôn. Còn có đây nữa. Giả Minh Viên. Đại tiểu thư, không lẽ tôi phải thi uống với anh chàng sáu múi đứng kế bên cô ta hả? Tửu lực của tôi không tốt lắm đâu. Bà Tám Giả Minh Viên này suốt ngày đòi đấu với tôi. Hội phụ nữ lần trước, cô ta dẫn theo một cô gái thể hình đến gồng tay với Mandy. Mandy nhỏ con quá nên gồng thua. Vậy là Mandy bị tôi giáng xuống làm điều xe. Làm điều xe? Hả? Sau đây xin mời khách mời tham dự cuộc thi lên trên sân khấu. Xin mời. Chắc cũng không đến nổi đâu. Tôi không thể để thua con bà Tám đó. Lúc nãy không phải cô đã ăn rất nhiều bơ sao? Cô được mà. Hay cô muốn đi làm điều xe? Thôi khỏi. Nè, vậy rốt cuộc có thắng không? Còn thắng rồi. Vậy cũng tốt. Ở sao không bị giáng xuống làm điều xe? Dĩ nhiên. Đại tiểu thư còn tặng chị một phần quà lớn nữa. Ok, em mở ra xem giúp chị nha. Lại là phí ưu đãi mua hàng của Quy Long. Có phải mấy loại mua trên 1.000 đô mới được tặng hàng khuyến mãi 20 đô gì đó không vậy? Không phải đâu. Ở đây ghi là vé hạng đầu của tất cả các hãng hàng không vô thời hạn. Cái gì? Đúng là vé hạng đầu đó anh hai. Trời ơi, đừng có lo coi mấy cái đó nữa. Quan tâm Nhược Thủy một chút giùm đi. Chị ba. Nhược Thủy. Chị dậy rồi hả? Đồ chị còn nhất không? Có cần em massage giùm chị không? Mời chị ba ngồi, ông chú phủ sạch sẽ rồi nè. Nhược Thủy, cô có thấy đầu giường cô có rất nhiều túi giấy không? Là để phòng lỡ sáng nay con ngủ dậy con lại mắc ói. Có phải chú chăm sóc con chu đáo lắm không? Còn có con nữa dì ba à. Con biết tối qua dì phải uống rất nhiều rượu của Hồng Khô Khang nên con cố tình qua nhà má lấy hộp này mua cho dì uống bổ nè. Có phải con rất ngoan không? Dám lấy trộm đồ bổ của má con cho dì. Mọi người muốn lấy lòng tấm vé hạng đầu của con chứ gì? Chị của em quả là thông minh. Có lý nào gì lại đi du lịch một mình chứ, nguy hiểm dữ lắm luôn đó. Đúng, nhưng có tụi chú đi cùng con thì khác. Em còn biết coi bản đồ. Đúng vậy, con còn biết giúp gì thu gọn chiếm lợi phẩm. Chú nữa giúp con chụp mấy tấm hình đẹp để mà sống ảo nữa. Có phải chị nghe xong rất muốn cùng em đi du lịch không? Mọi người cũng đã nói như vậy, con từ chối cũng đâu được. Dì bao bao chúng ta đi du lịch. Hả? Tại sao lại là dì bao? Nhiều Thủy, chúng ta là người một nhà có phúc cùng hưởng phải không? Tại sao lại là có phúc cùng hưởng? Con cực khổ giành được vé hạng đầu về, sao lại còn bắt con bao đi du lịch? Chứ mọi người muốn đi thì tự bỏ tiền đi. Sao mọi người thật dụng vậy? Nè, đứa nào rảnh á, đi Canada cùng với ba. Canada. Phải rồi,
ông chú ba vừa mới gọi điện thoại, nói là con gái của ông ấy kết hôn ở bên đó, mời chúng ta qua ăn đám cưới. À, vậy ông ngoại à, vậy có phải ông chú ba xin chi trả tiền vé máy bay và phí ăn ở cho chúng ta không vậy? Dĩ nhiên là không, phải tự túc chứ. Ông còn phải giữ tình cảm hai bên lâu dài nữa mà. Ê, phải tự bỏ tiền, thôi em không đi. Ê, thủ dân em đúng là. Ê trời ơi ba, hả? Mọi người không rảnh để đi cùng ba đâu, con sẽ đi với ba. Con rảnh sao? Ừ. Ừ ha, con có tấm vé máy bay miễn phí mà. Phải rồi, bay Canada đi đường rất dài, ngồi hạng đầu là tốt nhất. Như Thủy dĩ nhiên là tốt rồi. Ngồi hạng đầu, nằm dài ngủ, ngủ dậy là tới nơi rồi. Chỉ tội anh hai mấy chục tuổi đầu phải ngồi ghế thường chật chội đau lưng. Tới đó xuống máy bay, chắc là ê ẩm đi không nổi luôn. Chú à, ai nói chú, con sẽ ngồi ghế hạng đầu bay qua đó. Đi du lịch với ba dĩ nhiên để ba ngồi hạng đầu rồi. Chị ba, chị nhường ghế hạng đầu cho ba. Chắc chị còn đang say rượu đó. Ủa lạ lắm hả, chị còn trẻ chịu cực khổ một chút có sao đâu. Ba dĩ nhiên ba phải ngồi cho thoải mái. Nhân Thủy à, con nhường ghế hạng đầu cho ba ngồi thật sao? Chứ sao nữa, ba là ba của con mà, có đồ tốt dĩ nhiên phải hiếu kính ba trước rồi. Ba lập tức gọi điện cho ông chú ba, nói hai cha con mình qua đó ăn đám cưới. Ngồi ghế hạng đầu. Cô Hùng mời cô ngồi. Làm phiền cô phải đích thân lên đây đổi vé, đồng nghiệp của tôi đang xử lý, lát nữa mang qua cho cô liền. Cảm ơn cô. Cô có muốn uống chút gì không? Rượu hay nước gì cô có thể chọn trên menu này. Wow, có nhiều loại nước uống như vậy sao? Rượu đỏ, rượu trắng cũng có. Đúng rồi, cô Hùng là khách hàng hàng đầu của chúng tôi, đương nhiên chúng tôi phải phục vụ cho cô những thứ tốt nhất, mắc nhất. Wow. Wow, mới là văn phòng công ty mà đã phục vụ tốt như vậy rồi. Không biết là máy bay sẽ thế nào nữa, ba mình mà biết chắc sẽ vui lắm. Cô Hùng à, ơi, theo như thông tin cô đã điền, cô muốn dùng ghế hạng đầu của cô chuyển qua cho ông Hùng thủ căn, có đúng vậy không? À, đúng đúng đúng, ông ấy là ba tôi. Xin lỗi cô, phía trên bì thư có một dòng chữ nhỏ, tấm ghế hạng đầu này chỉ có một mình cô Hùng mới được sử dụng, không thể chuyển cho ai được hết. Phải hả? À, vậy nếu tôi muốn ngồi chung với ba tôi mua thêm một ghế hạng đầu cần bao nhiêu tiền vậy hả? Để tôi kiểm tra giúp cô. À, được. 198.000 đô. 198.000 đô. Thủy, bên này nè. Sao hôm nay không đi uống trà mang món tây vậy? Không biết nữa, ông ngoại chọn đó. Ông ngoại nói là phải tập làm quen. Tập làm quen cái gì? Ý, ba. Anh hai. Oh. Wow. Sao ba lại bận đồ vest? Dĩ nhiên phải mặc rồi. Bà nghe nói à, ngồi ghế hạng đầu nhất định phải mặc đẹp một chút, nếu không người ta không có cho lên máy bay. Nên bà tìm mấy bộ vest ra mặc thử con có vừa hay không. Ba cần gì phải khoa trương vậy chứ? Dĩ nhiên cần chứ. Nói thật, bộ đồ vest này dù sao bà cũng phải đem đi giặt, sẵn tiện tìm luôn đôi giày da coi mang vừa hay không, mang chung nhìn có hợp hay không. Nếu không hợp thì phải mua đôi mới. Con biết rồi đó, ngồi máy bay đường dài mà. Ông ngoại à, ông vì cái ghế ngồi hạng đầu này đầu tư cũng không ít nha. Chưa đâu, con nhìn nè. Cô ơi, làm ơn. May I have a coffee, please? Thank you. Wow. Nói chuẩn không? Bác có tình học để ngồi ghế hạng đầu hả? Đúng rồi. Đến lúc đó Nhược Thủy cũng không ngồi kế bên ba. Lỡ như có chuyện gì ba cần nhờ đến mấy cô tiếp viên hàng không, không biết nói thì rắc rối lắm. Cho nên phải học mấy câu phòng thân thôi. Ba ơi, thật ra là... Gọi đại cái gì đó ăn rồi về nhà mệt quá. Chị Phú, các người, trời ơi, bọn họ bỏ trốn kìa. Cha, tội nghiệp quá. Ông nhà quê, chúng tôi đi du lịch đó. Con gái ngoan của tôi mới bao tôi đi Thái Lan chơi, làm spa xong nè. Đúng vậy, chuyến bay lúc nãy con còn may mắn được tiếp viên hàng không cho lên ngồi hạng thương gia nữa. Thương gia hả? Con còn nói được đổi chỗ tốt mà không nhường chỗ ba hả? Đúng là bất hiếu. Thì tại tiếp viên hàng không chỉ đổi cho con ngồi hạng thương gia, với lại ngồi ở đó đồ ăn họ phục vụ cực kỳ ngon. Còn nói nữa. Mỹ Lệ à, chuyện này con còn phải học tập theo Nhược Thủy nhà chú đó. Nó vừa mới bao chú đi Canada du lịch, còn ngồi ghế hạng đầu nữa đó. Hạng đầu? Ờ. Chị nổ thôi phải không? Nổ gì mà nổ chứ. Cậu cũng biết ngồi hạng đầu đã cỡ nào mà. Vừa lên máy bay á, tiếp viên hàng không đã xếp hàng rồi á, rót champagne mời mình uống nè. Chỗ ngồi còn thoải mái hơn nữa, còn có thể tắm trên máy bay. Đồ ăn thì khỏi nói rồi, cái gì cũng có mà còn có thể
ăn mọi lúc đó mỹ lệ. Không có giống những người vừa đáp máy bay, người thì hôi bụng lại đói, cả người ấy ẩm, mà còn phải tìm chỗ để ăn lót dạ nữa, đúng thiệt là. Hey, bộ ngồi hạng đầu là ngon hả? Ở đây đồ ăn không ngon chút nào. Mỹ Lệ, chúng ta đi chỗ khác. Còn đi nữa sao, con đói lắm rồi. Còn đúng là mất mặt quá đi. Ờ đi, đi thông thả nghe. Ê, Nhược Thủy à, lần này á, bà đúng là có mặt mũi quá trời luôn. Cái gì? Ông ngoại không thể ngồi ghế hàng đầu. Đừng có lớn tiếng như vậy, lỡ ba biết rồi sao? Chúng ta phải làm sao? Tại sao lại như vậy? Vì cái ghế hàng đầu đó ba đã cố gắng học nói tiếng Anh. Chị biết chứ, bởi vậy lúc nãy chị mới không dám mở miệng đó. Nè, khoan đã, lúc nãy con nói tấm vé hàng đầu đó con mua bao nhiêu tiền vậy hả? 200 ngàn. 20 ngàn? Không phải, 200 ngàn lận chú. Nè, con nói là con không có tiền. Nếu như có mà xài kiểu này, ba con biết sẽ không tha cho con đâu. Nhưng nếu để cho ngoại biết gì có thể ngồi ghế hạng đầu, còn ngoại thì không, ông giận lắm luôn đó. Vậy nếu như chị sau khi lên máy bay mới đổi ghế cho ba thì không sao phải không? Nhưng nếu vậy thì mạo hiểm quá. Nếu để tiếp viên hàng không biết được đưa ông ngoại xuống máy bay thì tính làm sao? Quá. Vậy thì anh hai sẽ giận đến không ngủ được, giận đến chết luôn. Ông à, ghế hàng đầu này không phải ghế của ông, là phiền ông về lại ghế thường của mình đi. Sao lại như vậy? Ghế này là của con gái tôi nhường cho tôi mà. Chuyện này phải hỏi lại con gái của ông. Con xin lỗi nha ba, con cũng không muốn. Bác à bác, chỗ này không phải của bác, phiền bác về đúng vị trí của mình. Nhân Thủy, Nhân Thủy, ghế thường của sao mình lại vậy đi. Nhân Thủy, ở đây ai muốn dùng mì ly? Tôi. Ở chỗ này chỉ còn đúng 3 ly thôi. Tôi muốn. Cô à, cảm ơn. Cô à, tôi chưa có ăn cơm đó. Đã phát hết rồi. Có mệt không vậy? Máy lạnh ở đây lạnh quá trời. Cũng phát hết rồi, còn báo thôi, xài không? Nhân Thủy, con giỏi rồi, ngồi hàng đầu. Chết rồi, kiểu này ba sẽ giận con tới chết. Không đâu, con và ba có thể cùng nhau ngồi ghế thường mà đúng không? Sao được chứ? Vì đang có tấm vé hạng đầu, bây giờ vì không ngồi thì tiếc lắm luôn đó. Chứ gì, lỡ để anh hai biết con có tiền mà không chịu tiết kiệm, giận con tới nỗi nhảy lầu luôn đó. Vậy con phải làm sao đây? Bộ gì mệt lắm hả dì ba? Tối qua không ngủ hả? Sáng nay 6 giờ dì đã dậy rồi, làm hết công việc nhà luôn. Chị nghĩ làm hết việc nhà ba sẽ không gì không thể ngồi ghế hạng đầu mà không giận chị hả? Chị cũng biết làm như vậy sẽ không đủ bù đắp, cho nên tranh thủ đi sớm đến nhà hàng mà ba thích ăn để đặt chỗ đây nè. Hy vọng lát nữa ba đến sẽ bớt giận một chút. Tụi con sẽ đi với dì. Trời, sao nhiều tiếp viên hàng không chị? Thì ông Tranh Tài đã giành vé máy bay, mọi người thử xem. Thì ra là tổ chức cuộc thi ăn tranh tài. Lại là kiểu thi thố này nữa hả? Chị chính là thắng được cuộc thi uống rượu tranh tài mới thắng được tấm vé bay hàng đầu đó. Thôi đi đặt chỗ đi nhanh lên. Ê, khoan đã. Sao nữa? Ở đây ghi nếu tranh tài thắng được sẽ tặng một tấm vé máy bay đi Canada ghế hạng đầu đó. Lại là Canada, lại là vé máy bay hạng đầu. Mẹ gì ba? Chị ba. Xin chào cô. Chào. Có phải nếu thắng sẽ được tấm vé ngồi hạng đầu không? Đúng vậy. Anh, vậy cho tôi đăng ký đi. Cho tôi hỏi tấm vé máy bay có thời hạn không? Có thể chuyển tên cho ba tôi dùng không? Nếu cô thắng thì tấm vé sẽ thuộc về cô. Cô muốn khi nào dùng cho ai cũng được. Tôi được cứu rồi. Cảm ơn. Chị ba. Đừng nói em là chị có ý định tham gia nha. Người thắng phải là người ăn được nhiều bánh nhất đó. Ngốc quá, ai nói chị sẽ là người đi thi chứ. Nói đến ăn thì nhà chúng ta có một chuyên gia ăn uống kia kìa. Lên. Em biết làm thế nào rồi. Nè. Để cho em nha. Làm ơn giấy chứng minh. Hả? Hên là có em yêu của chú ở đây, tấm vé máy bay lần này lấy chắc rồi. Mày quả là rất lợi hại, vé máy bay trị giá 200 ngàn lần đó. Cô có phải là Cao Bách Phi bao tử lớn trong truyền thuyết không? Vậy xin lỗi cô nha, chúng tôi không thể chấp nhận để cô đăng ký tham gia cuộc thi được. Tại sao vậy? Sao không cho tôi tham gia? Tôi phải tham gia. Đây nè, anh ta là quỷ khóc thần sầu, trong một phút có thể ăn được 20 cái hamburger. Cả anh ta cũng không được tham gia cuộc thi, xem ra chúng ta hết hy vọng rồi. Em yêu, vậy nếu không thể tham gia, vậy tấm vé máy bay coi như là không lấy được rồi. Không phải chứ, không lẽ chúng ta phải tự mình thi sao? Hả? Mấy đứa nhìn mấy người vào thi thử coi, ai cũng gầy gò ốm yếu, chắc sẽ không ăn được bao nhiêu đâu.
Người đàn bà ốm nhom đó chắc chắn con sẽ thắng bà ta. Dì nhìn bà già ngồi kế bên đi, mấy chục tuổi đầu chắc cũng không ăn được bao nhiêu đâu, khả năng chúng ta thắng rất là cao luôn đó dì à. Mọi người có thể đừng tự cao như vậy không? Nhìn mặt bắt hình dong. Lúc mọi người mới biết David cũng đâu biết cô ta có thể ăn hết đồ ăn của nhà hàng đâu chứ. Vậy cũng đúng. Em yêu. Nè, sao rồi, mọi người sao rồi? Cô có biết quyết ăn nhiều nào có thể dạy chúng tôi không? Tôi sinh ra đã có năng khiếu ăn rồi. Hả? Vậy coi như không có rồi. Mọi người có thể vận động thân thể nè, giảm bớt lượng calo lại, vậy thì có thể ăn thêm nhiều đồ ăn. Ê, nghe cô lý lắm nha, làm đi. Cố lên, này, cố đi. Lên, nhanh lên, cố nhanh lên. Làm đi, cố lên, cố lên. Cố lên. Chị Nguyễn Lệ. Cô tham gia cuộc thi ăn tranh tài này hả? Tôi thích nhất là ăn loại bánh này. Bây giờ được ăn miễn phí dĩ nhiên phải đến ăn rồi. Tôi thắng có thể giành được tấm giấy hạng đầu về cho ba để cho ba các người biết mặt. Hả? Chào mừng mọi người đến với cuộc thi ăn bánh mì tranh tài. Quy định cuộc thi lần này đó chính là ai có thể ăn nhiều bánh nhất thì... Đến sau đây mọi người. Còn chỉ thắng được bà già đó, nhưng còn sức ăn của Mỹ Lệ, mấy người chúng ta cùng lại cũng thắng không nổi. Bình tĩnh đi, đừng có để câu nói của cô ta làm áp lực bản thân mình. Dì ba, giá nào cũng phải thắng để giành tấm vé máy bay hạng đầu. Được rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa? Được, cuộc thi bắt đầu. May I have a free pen of pen of pen pancake. Nè, chú Căng chỉ ngồi ghế hàng đầu thôi, có cần phải học tiếng Anh nghiêm trọng vậy không hả? Đúng rồi, chú Căng ngồi ghế hàng đầu cho dù không nói được tiếng Anh, đám tiếp viên hàng không cũng không đến nỗi mặc kệ chú. Nhưng mà học ngoại ngữ cũng tính là một chuyện tốt, có phải vậy không? Học ngôn ngữ gì vậy? Ý không phải hôm nay cậu nghỉ sao? Đúng, tôi ghé về lấy đồ thôi. Cậu về vậy tôi đi trước à? Điên khùng. Ê, ngồi đó đi. Ờ, ngồi đó. Điên khùng. May I have a pancake? Chú Căng ơi. Sao chú nói chiều chú mới về mà? À, phải, Nhật Thủy hẹn chú đi uống trà, nhưng không nói chú nghe là ở chỗ nào. Nhân lúc rảnh rỗi nên lấy tiếng Anh ra ôn lại chút xíu vậy mà. Uống trà? À, đúng rồi. Con mới ở trung tâm thương mại, thấy mọi người tham gia cuộc thi ăn tranh tài. Thi ăn tranh tài hả? Bây giờ trên sân khấu chỉ còn lại hai thí sinh thôi. Rốt cuộc một trong hai người thì ai sẽ... Thả gục nó đi. Bình thường có thấy cô ăn nhiều như vậy đâu. Sợ hả? Sợ thì giơ cờ trắng đi. Tôi có thể ăn thêm nhiều nữa lắm đó. Tôi sợ. Tôi mà sợ cô. Bây giờ hơi ngán nên ăn chậm thôi. Thủy à, thả gục nó đi con. Chú Khang. Mấy đứa làm cái gì ở chỗ này vậy? Ba. Anh Hải. Có cả bác sĩ đến ủng hộ mình. Bánh này thật là ngon mà. Cái gì? Ba không thể ngồi ghế hạng đầu hả? Phải đó, cho nên Mary cố gắng ăn để thắng giành được tấm vé về cho chú đó. Nhật Thủy à, con ăn cực khổ như vậy, bỏ đi con. Ba, con xin lỗi ba. Lúc trước con nói sẽ đem tấm vé máy bay chuyển tên qua cho ba, nhưng mà tấm vé không thể chuyển tên, cho nên con nhất định phải thắng. Nếu không chỉ có một mình con ngồi ghế hạng đầu, ba phải ngồi ghế thường đó. Con nhìn Mỹ Lệ kế bên con đi, nó ăn nhiều như vậy làm sao con ăn cho lại chứ, bỏ đi con. Không được đâu ba, nãy giờ không biết con đã ăn hết bao nhiêu cái rồi. Nếu bây giờ bỏ cuộc coi như là uổng công rồi. Con khờ quá. Thật ra ba từ đầu đến cuối không từng nghĩ là sẽ ngồi cái ghế hạng đầu. Hả? Nếu vì một chút sĩ diện mà khiến con phải chịu khổ như vậy, ba thà là ba sẽ không có ngồi ghế đó. Anh Hải. Ba. Anh Hải. Chúng ta bỏ cuộc. Chúng ta bỏ cuộc đi. Bỏ cuộc. Cô ra bỏ cuộc. Vậy là tôi thắng rồi. Tôi chính thức tuyên bố người thắng cuộc hôm nay là số 7. Tôi thắng rồi. Nhật Thủy à, ghế này là ghế hạng đầu rồi đó hả? Đúng vậy đó, có phải rất khác không? Ơ trời ơi, cũng đâu có khác gì so với ghế hạng thường ba ngồi chứ. Con coi ba chuẩn bị xong hết rồi, mặc đồ bình thường, rất là thoải mái, đem theo gối nằm.
À, còn nữa, lúc nãy bà vừa mới uống một viên thuốc ngủ, lát nữa sẽ ngủ một giấc rồi tới nơi luôn. Cho dù kế bên bà là ông mập la hét cỡ nào cũng không có ảnh hưởng tới bà đâu. Đâu cần khoa trương vậy đâu ba. Bà đâu có khoa trương đâu. Phải rồi, đưa giấy máy bay cho bà đi, bà về chỗ bà ngồi. Không cần đâu, chỗ ba ngồi là chỗ này nè. Đừng giỡn nữa mà Nhược Thủy, đưa cho bà nhanh lên đi con. Thật mà, lúc nãy ở quầy check-in con đã làm thủ tục giùm cho ba rồi, ba nhìn đi. Giấy máy bay của ba là ghế hạng đầu đó. Hùng thủ căng. Không phải con lấy 200.000 đô đi mua vé hạng đầu cho ba ngồi chứ? Nó làm gì có nhiều tiền như vậy mua vé cho ba? Ủa, thượng thiện con. Giấy máy bay này là lúc con làm thủ tục đổi cho ba đó. Thì ra đoạn clip lúc con thi ăn bánh bị quay tung lên mạng, chị hay thấy được, cho nên chị hai mới. Đồ ngốc. Đó lý ra em nên nói sớm, thì đâu cần phải ăn bánh pancake cực khổ như vậy. Bình thường thẻ của con có hỗ trợ, con có nhiều chuyến bay như vậy, đổi thêm bao nhiêu ghế hạng đầu cũng được nữa. Vậy tại sao con không đổi cho tụi chú? Tất cả mọi người đều ở đây hả? Đám nhà lá tụi chú nói mấy câu là đủ rồi. Không thôi lát nữa tiếp viên hàng không sẽ yêu cầu mọi người về ghế hạng thường ngồi. Có phải ba rất bất ngờ phải không? Chị hai bao tất cả chúng ta đi Canada dự đám cưới con gái của ông chú ba. Chỉ tiếc là má chỉ bao tụi con ghế hạng thường mà thôi. Gì mà ghế hạng thường, vé của chú phải tự bỏ tiền đây nè. Chú có đi làm kiếm tiền mà. Ê, lúc nãy ra khỏi nhà đứa nào đứa nấy cũng kỳ lạ, làm ba tưởng là có chuyện gì, thì ra là tính cho ba một sự bất ngờ. Vậy ba có vui không ba? Vui chứ vui. Cả nhà chúng ta lâu lắm rồi không có đi du lịch cùng nhau đó. Rồi. Không được ngồi ghế hạng đầu thoải mái quá rồi. Ba, lúc trước ba nói ba không nghĩ sẽ ngồi ghế hạng đầu, tại vì ba không muốn chị ba ăn tới ói nên mới nói vậy thôi. Con thấy ba tập mặc đồ vest ráng học tiếng Anh, con biết ba sức muốn rồi. Chứ sao nữa, đời người có bao lâu đâu, cái gì cũng nên thử cho biết chứ. Nè, hay là cả nhà chúng ta ngồi xuống đi, chụp hình tự sướng đi được không? Hiếm có dịp đi chung rồi. Để có thể thấy cả nhà chúng ta cùng ngồi ghế hàng đầu. Ê, anh buồn ngủ anh hai? Lúc nãy có uống gì thuốc ngủ, hình như bây giờ thuốc ngấm rồi. Không được, lần này em phải ngồi ghế hàng đầu. Còn chưa được thử qua cách học phục vụ mà đi ngủ rồi thì uổng lắm. Chụp nhanh lên đi. Tỉnh táo lên. Một, hai.